ngại lắm ạ. Ước con gái của mình học hành thông minh mà sau này trở thành tổng thống hay chủ tịch nữa thì anh chị hãy sờ vào đầu nhá. Bây giờ tôi đã giới thiệu xong rồi đó, ai thích sờ vào đầu thì sờ. Sờ vào đâu thì sờ. Anh ơi chị ơi mọi người sờ xong chưa? Thì bây giờ tôi đến một thái tá. Anh chị hãy dậm chân thật mãi, xong rồi mình cảm nhận độ rung của lòng đất xem nhá. Một thái tá. Ây ôi, chị đang chân không? Anh chị đi từ ngoài cổng vào đấy. Đây chỉ là nhà của một người thôi. Được bao bọc xung quanh cái nhà này là còn ba chữ ạ. À không phải, quên mất. Anh chị đi từ ngoài cổng vào đây. Khu vực này là khu vực đất núi nữa. Ở dưới lòng đất này là đều bị giống họ. Vì đảo Jeju này vốn dĩ là được hình thành từ núi nữa. Ngọn núi nữa có tên là Halatan, chiều cao là 1950m, và cũng là cái ngọn núi nữa cao nhất của Hàn Quốc. Và do cái ngọn núi nữa đóng ngừng không còn hoạt động nhá, và một phần dung nham của núi nữa đều chảy xuống dưới lòng đất này và đá. Và khi trời mà mưa, nước mưa ngấm xuống dưới lòng đất rất là nhanh. Và ở đây người ta không có nước để sinh hoạt. Đây là cách người ta để lấy nước truyền thống từ 300 năm về trước nha. Đây là cây hoa anh đào á. Ở đây người ta lấy nước từ trên cây hoa anh đào này. Và bụi và nước thì sẽ được chảy xuống đây. Còn bụi bẩn thì sẽ bám vào trong cái cỏ này. Và cái nước này là người ta dùng để lọc nước và lấy nước. Và do cái này để lâu ngày thì sẽ có rất là nhiều bọ. Và người ta thả ếch vào để cho nó ăn bọ nhá. Và cái nước nó sẽ sạch và dùng để giặt giúp quần áo và lau dọn nhà cửa. Và khi ếch mà lớn lên là chặt lấy cái đùi để cho chồng ăn thì chồng buổi tối làm việc sẽ rất là tốt. Xin mời. Xin mời.